Đây là một cái dạng thuốc, chúng ta vừa trị mụn mà chúng ta vừa dưỡng da, chăm sóc da, chống lão hóa da, rất là tuyệt vời. Đó, đây là chúng ta đắp thuốc, đắp lên của anh chị mình nghe cái mùi thuốc rất tuyệt vời, rất thơm luôn. Đó, bây giờ của anh chị mình lựa chọn vừa đắp mỹ phẩm, ví dụ chúng ta khó khăn không có tiền chữa bệnh, không có tiền làm đẹp, chúng ta mua mỹ phẩm về chúng ta đắp mà mỹ phẩm nó không có nguồn gốc, anh chị mình chọn cái loại nào? Xin chào các anh chị, thì hôm nay hãy sẽ tiếp tục chia sẻ của anh chị mình một cái loại dược liệu mà nó có thể trị cái bệnh đau răng rồi hôi miệng, nó có thể trị được cái bệnh mụn đầu đen và ngăn ngừa mụn. Ngoài ra mà những người bị nhức đầu hoặc là nhức nửa đầu thì chúng ta có thể tham khảo cái dược liệu này, bởi vì cái lượng dược liệu này nó rất dễ tìm, tuy rất ít nhà trồng nhưng chúng ta dễ tìm, bởi vì dược liệu này nó rất là hay về cái đông y và về cái để mà chúng ta làm thức ăn á. Để làm thức ăn thì cái loại dược liệu này nó rất là ngon luôn. Ngoài ra rất là quan trọng, hôm nay loại dược liệu này nó có thể giúp chúng ta cai thuốc lá. Đó, hôm trước thì mình đã có bài thuốc từ cái cây mã đề, rau mã đề, để chúng ta có thể hỗ trợ vấn đề cai thuốc lá. Thì hôm nay hãy tiếp tục bổ sung thêm cái loại dược liệu này, nó rất là tuyệt vời của anh chị mình này. Khi mà chúng ta thèm thuốc thì chúng ta lấy nó ra đó, và nó sẽ giúp chúng ta giảm đi cơn thèm rất là hiệu quả. Và đó là loại dược liệu gì đây này các anh chị? Thì đây này các anh chị đã nhận ra đây là cái vỏ cái gì không ạ? Đây là cái vỏ quế ha các anh chị mình ha, vỏ quế, vỏ cây quế mà người ta còn hay gọi là quế đơn, hoặc là quế bì, hoặc là nhục quế, hoặc là quế thanh. Nói chung có rất là nhiều cái cách gọi khác nhau từ vùng miền. Ở đây hãy gọi nó là vỏ quế. Cái này khi mà chúng ta luộc thịt hay luộc gà hay luộc gì, các anh chị mình chỉ bỏ một ít vào. Như cái miếng này chúng ta chỉ bỏ nửa miếng vào thôi là rất là thơm và nó khử mùi rất là tốt. Trong đó là trong cái vấn đề về nấu ăn, người ta thường hay bỏ vỏ quế vào. Và tính cái cây vỏ quế này, họ nói là họ long não. Cái vỏ quế này họ long não hết các bác chị, cho nên cái mùi nó rất là thơm. Tính vị của nó nè, cay, ngọt, có mùi thơm rất nồng. Đó. Quế thì có rất là nhiều loại quế hết các bác chị mình ha. Cho nên, nhưng mà quế mà trong đông y là người ta sử dụng quế này nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào những bài thuốc rất là mau thôi, từ cái loại cái vỏ quế này mà để chúng ta có thể trị được một số bệnh, hỗ trợ được một số thói quen của chúng ta rất là tuyệt vời, từ một cái loại cây, một cái vỏ của một cái loại cây như thế này. Rồi, khi mà các anh chị mình bị thì cái sử dụng á, một là chúng ta sử dụng cái vỏ còn nguyên như thế này, hai là các anh chị mình sử dụng cái bột quế khi chúng ta xay thành bột và chúng ta sử dụng. Rồi, bài thuốc đầu là chúng ta sử dụng bột quế từ cái vỏ này mà chúng ta xay ra thành bột. Sau khi đã có bột quế, chúng ta trị cái bệnh đau đầu hoặc đau nửa đầu bằng cách nào? Cô bác anh chị mình lấy cho Hải là hai muỗng cà phê bột quế ha. Và chúng ta sẽ bỏ vào đó một ít nước, vài giọt nước, rồi quậy ra cho nó sạch sạch. Và cô bác anh chị mình đắp vào hai bên thái dương của mình mà một lớp mỏng, và đắp lên trán một lớp mỏng. Đó, như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta giảm cơn đau nửa đầu rất tốt. Nó lưu thông huyết mạch chúng ta rất tuyệt vời. Đó là một cái bài thuốc ha. Bộ thuốc rất là đơn giản luôn, từ cái lò bột quế này. Khi mà chúng ta muốn ngăn ngừa mụn hoặc là chúng ta muốn trị mụn đầu đen từ cái quế này, thì các anh chị mình lấy cho Hải là bột quế, tùy theo cái chỗ chúng ta mụn nhiều hay mụn ít thì chúng ta lượng mà chúng ta làm ha. Các anh chị mình ở đây Hải chia sẻ là một bên mặt đi, một bên mặt, một bên má đi ha. Thì các anh chị mình lấy cho Hải là 2 đến 3 muỗng cà phê bột quế. Đó, của anh chị mình là lấy cho Hải một trái chanh và vắt lấy nước cốt, và chúng ta lấy nước cốt chanh đó chúng ta hòa với lại bột quế cho một cái thành một cái hỗn hợp sạch sạch. Và chúng ta vệ sinh mặt sạch sẽ đi, và chúng ta sẽ đắp cái bột quế mà chúng ta mới quậy sạch sạch vào, và để 15 đến 20 phút sau của anh chị mình đó là rửa sạch mặt lại bằng nước sạch. Đó, mỗi tuần các anh chị mình có thể sử dụng cho Hải là từ 2 đến 3 lần như vậy. Thì nó sẽ giúp chúng ta cái gì? Giúp chúng ta là ngăn ngừa mụn. Nếu ai có mụn thì nó sẽ trị mụn đầu đen rất rất là tốt từ lò bột quế này.
mà chúng ta không cần dùng đến mỹ phẩm. Đây là một cái dạng thuốc chúng ta vừa trị mụn mà chúng ta vừa dưỡng da, chăm sóc da, chống lão hóa da, rất là tuyệt vời. Đó, đây là chúng ta đắp thuốc, đắp lên của anh chị mình nghe cái mùi thuốc rất tuyệt vời, rất thơm luôn. Đó, bây giờ của anh chị mình lựa chọn giữa đắp mỹ phẩm, ví dụ chúng ta khó khăn không có tiền chữa bệnh, không có tiền làm đẹp, chúng ta mua mỹ phẩm về chúng ta đắp mà mỹ phẩm nó không có nguồn gốc, hoặc chúng ta có thể, hoặc một bên là cái bột bột quế này rất rẻ luôn, không có mắc đâu. Thì giữa bột quế là thuốc đắp lên mặt và cái sản phẩm không có nguồn gốc, của anh chị mình chọn không? chọn cái loại nào? Dĩ nhiên là của anh chị mình sẽ chọn cái bột quế rồi, đúng không? Loại này là thuốc nè, đó, đắp lên mặt nó vừa trị mụn mà nó vừa tuyệt vời cho sức khỏe nữa, và da chúng ta chống lão hóa nữa nè, và nó không có vấn đề về ảnh hưởng sau này. Đó, rồi khi mà chúng ta bị đau răng hoặc hôi miệng thì chúng ta sử dụng cái bột quế, cái dùng cái vỏ quế này như thế nào? Rất đơn giản thôi. Mỗi sáng á, của anh chị mình á, một là chúng ta sử dụng cái vỏ quế này, chúng ta nhai cho nhuyễn ra. Đó, cho lâu lâu chút, 15-20 phút rồi chúng ta sẽ súc miệng. Như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta trị đau răng, trị sâu răng chứ không phải đau răng, trị sâu răng, ngăn ngừa hôi miệng. Hay là chúng ta sẽ có bột quế. Bột quế thì mỗi sáng á, của anh chị mình lấy cho Hải là nửa muỗng cà phê bột quế pha với lại một cái cốc nước nhỏ như thế này, làm sao cho nó vừa đủ hớp của chúng ta. Đó, quậy nước ấm ấm ha, nước ấm ấm, quậy cho nó tan bột quế ra, và chúng ta sẽ súc miệng bằng cái nước bột quế đó, súc cho lâu lâu một chút ha, để cho nó tẩy những cái cặn bám ở trong phần miệng chúng ta. Ngoài ra nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ cái mảng bám trên răng, và nó sẽ giúp chúng ta về vấn đề là cao răng, rất là tốt. Mỗi sáng chúng ta làm một lần. Rồi trưa nếu mà chúng ta làm một lần nữa cũng được, mỗi ngày thì chúng ta sẽ làm 1-2 lần như vậy, thì nó sẽ giúp chúng ta là gì? Giảm hôi miệng, trị sâu răng, ngăn ngừa sâu răng, mảng bám, rồi cao răng, rất là tốt. Từ một cái loại cây như thế này, một loại dược liệu như thế này, các anh chị mình thấy tuyệt vời chưa? Đó, khi mà cái loại dược liệu này chúng ta lai tách ra thì nó cuốn như này, phơi khô các anh chị, mùi thơm rất thơm, mùi thơm đúng mùi thơm thuốc bắc luôn. Đó, rồi đây là bài thuốc mấy anh mấy chú mà bữa giờ cũng nhờ Hải chia sẻ rất là nhiều. Hôm trước thì Hải đã chia sẻ một cái bài thuốc trừ cái lá mã đề, rau mã đề mà chúng ta có thể cai thuốc lá, thì hôm nay Hải bổ sung thêm cái bài thuốc này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Khi mà chúng cô bán chị mình mà nó tới cơn thèm mà, đúng không, tới cơn thèm thì chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ cần có cái miếng vỏ của cái quế này thôi. Đây, bẻ ra một miếng như thế này. Đó, à, bỏ ít thôi. Và chúng ta nhai cho nhuyễn. Nhai nhuyễn, chúng ta nuốt nước vẫn được, không sao hết. Cái này làm thực phẩm được mà. Nuốt nước cũng được, rồi bỏ bã. Đó, khi nào thèm bẻ ít vậy, nhai. Nó sẽ làm giảm cái cơn thèm của các anh chị mình rất là tốt. Các anh chị mình thấy được chưa? Thấy đơn giản chưa? Nếu mà như vậy á, một cái miếng này của anh chị mình xài trong tuần lễ chưa hết nữa. Thì mỗi lần có một ít vậy thôi nè. Đó, mỗi lần có một ít vậy thôi, nó sẽ giảm cái cơn thèm của anh chị. Đồng thời thì chúng ta nên hoạt động ngoài hoạt động tập thể dục, rồi nói chung là chúng ta tìm cái gì đó, ví dụ như chúng ta ăn kẹo hay là chúng ta đi làm cái gì đó ngoài vườn gì đó, cho nó quên đi cái cơn thèm. Đồng thời trong miệng chúng ta có cái này, chúng ta nhai cái này nó nồng cho nên là nó sẽ giúp chúng ta giảm cơn thèm, thuốc rất tuyệt vời đó các anh chị mình thấy được chưa? Đơn giản như vậy. Khi mà của anh chị mình bị viêm khớp nè, rồi đau do viêm khớp rồi chúng ta muốn tăng cường hệ miễn dịch thì cũng từ cái loại quế này. Chúng ta làm cách nào? Của anh chị mình lấy cho Hải một muỗng cà phê bột quế bột ha, và của anh chị mình lấy cho Hải một muỗng mật ong rừng thiên nhiên. Nếu không có mật ong rừng thiên nhiên thì của anh chị mình lấy cho Hải là cái mật ong nuôi, nhưng mà mật ong nuôi phải có chất lượng cao một chút, tốt nhất là mật ong rừng thiên nhiên thì nó sẽ tốt. Rồi một muỗng cà phê bột quế, đừng có đầy quá ha, muỗng vừa thôi, và một muỗng cà phê mật ong rừng thiên nhiên, bỏ một cái ly vừa thôi, và đổ cho Hải là nước ấm nấu sôi để còn ấm á, đổ vào rồi của anh chị mình uống vào buổi sáng như vậy. Sau khi sử dụng chung mỗi ngày chúng ta chỉ uống một lần vào buổi sáng thôi, và sau một tuần thì của anh chị mình sẽ thấy cái cơn đau của bạn chị mình sẽ giảm rất là rõ rệt.
Ngoài ra cách này có mật ong thì nó sẽ tăng cường hệ miễn dịch cho các anh chị mình rất là tốt, từ một cái loại cây đơn giản như thế này. Thì đó là những một số cái bài thuốc, một số cái cách dân gian sử dụng cái vỏ quế này. Không tự nhiên là cái vỏ quế này trong dân gian nó được nổi tiếng mà bây giờ rất là nhiều người để người ta sử dụng, không đơn thuần là nó không có cái tác dụng gì mà nó nổi tiếng ha. Vì nó có tác dụng tốt, bây giờ nó mới được phổ biến rất là rộng rãi luôn. Từ trong món nấu ăn tới việc điều trị bệnh thì nó cũng rất là tuyệt vời. Cây quế này, nói về phong thủy thì nó trừ tà rất tốt. Khi mà chúng ta xông nhà, rửa nhà và để chúng ta ăn Tết, đặc biệt là phải có cái vỏ quế này hoặc là cái bột quế để chúng ta xông nhà trừ tà. Đó là về cái đông y, về cái phong thủy đó. Thì Hải không nói sâu về vấn đề, Hải chỉ giới thiệu với anh chị mình thôi. Các anh chị mình là xong quế, chúng ta xong trầm hương phải không, giờ chúng ta xong quế, các anh chị mình sẽ nghe cái mùi nó rất là tuyệt vời. Thì Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình một cái số công dụng của cái vỏ cây quế, còn gọi là nhục quế, thì rất là tuyệt vời của anh chị mình. Thì cái loại vỏ quế này thì như Hải đã nói ở đầu video, nó rất là dễ mua thôi. Có anh chị mình đi ra ngoài tiệm thuốc Tây, ngoài tiệm thuốc Bắc hoặc là tiệm thuốc Đông Y hoặc là những cái siêu thị, bây giờ người ta vẫn bán cái loại quế này, cái vỏ quế này. Thì đây là những cái bài thuốc, bài dĩ cách dân gian để chúng ta tham khảo, mong rằng nó có thể giúp đỡ được của anh chị mình phần nào. Nhưng mình có lưu ý của anh chị mình, những người tỳ vị hư hàn hoặc là những người gọi là trẻ em đi, trẻ em dưới 10 tuổi, hoặc là quan trọng nhất là những phụ nữ mang thai đang cho con bú, thì chúng ta nếu muốn sử dụng thì hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Và loại cái này khi mà các anh chị mình đang điều trị những cái bệnh ví dụ tiểu đường, tim mạch đó, thì các anh chị mình muốn sử dụng để trị bệnh thì chúng ta nên hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa ha. Rồi thì cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Thì hãy luôn cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Riêng về cái Hải sẽ có một cái video nói rõ hơn về vấn đề mà tham gia cái kênh, trong kênh của Hải. Vấn đề này thì cũng rất nhiều của bác chị mình hỏi Hải rồi. Kêu một số bác chị mình hỏi là tại sao mà tham gia là phải mỗi tháng mà mất tiền. Nhưng mà nó có một những cái đặc quyền của bác chị nào ai tham gia thì nó sẽ có những cái đặc quyền rất là tuyệt vời. Chứ không phải là tự nhiên mỗi tháng mình mất tiền. Đây là YouTube người ta thu tiền. Chứ không phải Hải thu ha. Không phải Hải thu tiền đâu. YouTube nó thu tiền. Nhưng của anh chị mình ở YouTube bắt buộc mình, khi mà YouTube thu tiền như vậy của anh chị mình mỗi tháng 20.000 thì YouTube bắt buộc mình phải cho của anh chị mình, ai mà tham gia phải, cái chủ kênh nó phải cho cái người tham gia đó những cái đặc quyền đặc biệt đó. Ví dụ như Hải đây thì những người nào mà tham gia vào cái chương trình đó, chương trình tham gia, thì Hải sẽ để số điện thoại của Hải và tư vấn trực tiếp về vấn đề mà chia sẻ rồi trao đổi thông tin, giao lưu qua vấn đề những bài thuốc nam, những loại cây thuốc nam. Còn những người mà không tham gia thì Hải sẽ không biết số điện thoại của Hải. Tại vì bởi vì sao YouTube người ta bắt buộc Hải phải có một cái đặc quyền gì đó đặc biệt để cho những người tham gia. Đó. Rồi đôi khi thì Hải nhận được, Hải sẽ khi mà Hải mà đăng thông báo những cái video mà tặng quà đó, thì những người có tham gia thì có đặc quyền là sẽ nhận được cái video sớm nhất, rồi sẽ được tặng quà. Đó. Ở trong những nhóm người tham gia thì không phân biệt là mỗi lần Hải tặng bao nhiêu người, chỉ cần Hải tặng thôi. Thì những người tham gia có quyền được yêu cầu tặng cái món quà đó. Bởi vì đó là đặc quyền mà YouTube người ta bắt buộc mình phải có những cái đặc quyền đặc biệt cho các anh chị mình, những người tham gia. Còn những người mà không tham gia vào vấn đề này thì chúng ta sẽ không có số điện thoại của Hải. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi mà Hải đăng video lên thì có một số của anh chị mình không có nhận được liền. Rồi khi mà nhận được thì vào thì cuối cùng là đã cho hết hàng rồi, đã cho hết hàng giống rồi, Hải đã tặng hết rồi, tại vì cũng mất lượt. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề mà Hải chỉ nói sơ vậy thôi. Rồi Hải sẽ có một cái video, chắc ngày mai đi, sáng mai đi, Hải sẽ có một cái video Hải nói chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề này để của anh chị mình khỏi có hoang mang. Rồi về vấn đề mà làm sao để chúng ta có thể tham gia được, không phải tự nhiên chúng ta tham gia được đâu. Bởi vì chúng ta tham gia vào chúng ta có đặc quyền, cho nên chúng ta vấn đề tham gia
là nó cũng có một số vấn đề chúng ta cần phải có, ví dụ như cái thẻ đó, chứ không phải là tự nhiên chúng ta tham gia được. Và tham gia này chúng ta mất tiền, YouTube thu tiền, nhưng mà nó sẽ rất là có lợi ích cho chúng ta khi chúng ta tham gia vào tham khảo vào kênh YouTube đó. Rồi thì cảm ơn và chúc các anh chị có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Video hay đến đây hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.